vòng tay ấm nóng nhớ xuân sao đời vì em mất anh mất anh mùa xuân đã qua xác nhận còn trăm nỗi đau tuổi xanh. Nói cái điều nó không nói. Chúc cho bạn Thông Thủy ạ. Bạn có một cái bộ trang phục rất là dễ thương. Nhìn giống búp bê. Đúng rồi. Và cái phong cách của bạn cũng rất là dễ thương. Không biết là cái tay của bạn để không biết bạn có hay, bạn có phải là người hay nhảy đầm không? Hay là nhảy hay là khiêu vũ gì đó, cái tay bạn để giống khiêu vũ lắm. Không, thích chơi robot rồi. Nó rất là nghe ngay ngắn không? Nhưng mà để như vậy này, nó nhìn nó dễ thương nhưng mà nó không phù hợp với lại khi bạn đang hát thì lấy cái tay bạn nên để một cái mà bạn thấy thoải mái nhất thôi, không cần phải mình gò cái tay này, nhìn nó không có được đẹp khi mà bạn đang hát, nó rất là giống như là bạn đang lo sợ cái điều gì đó chứ không phải là bạn đang tự tin lắm nhỉ. Thì đó là cái về cái phong cách của bạn. Giọng hát của bạn thì nó cũng rất cũng dễ thương như cái bộ đồ bạn mặc đó, nhưng mà nó có một vài cái yếu điểm giống như là có một vài chỗ bạn phát âm bị sai, thì bạn nên chú ý về những cái điều đó. Cái tình cảm nồng nàn cái bài hát này á, cái sự da diết trong đó thì bạn thể hiện nó mới được một phần nhỏ thôi. Cái bài này là một cái bài mà nó rất là buồn và có thể làm người ta rưng rưng được. Cho nên là khi mình hát cái bài này, mình chọn bài hát này á, thì
mình phải đặt nó vào mình vào nhiều lắm thì mình mới có thể hát được hay và cảm xúc được. Thì bà còn thiếu cái cảm xúc nó nhiều hơn đó. Còn về giọng hát thì mình chưa nói về kỹ thuật, nhưng mà về cảm xúc thôi. Mình rất thích nghe cảm xúc và mình thấy nó còn thiếu, cho nên là mình muốn là bạn phải nên khi mà hát một bài hát buồn như vậy á thì mình cũng phải buồn buồn trong cái bài hát như vậy. Giờ bạn buồn chưa? À, chúc mừng bạn bắt đầu buồn mà. Vâng, xin mời sửa xéo chị Hằng Diễm ạ. Chào bạn Hồng Thủy, không biết là phong cách về diễn của bạn nó bạn có bị ảnh hưởng bởi một ai không? Chú Dân Gao. Không hả? Bạn trả lời thiệt lòng đi, không sao đâu. Giáo lưu mà. Không hả? Tại đây là lần đầu tiên mình đi thi luôn hay sao? Mình nghĩ là đi thi rút được nhiều kinh nghiệm lắm. Mình cái thứ nhất là bạn có được một cái video cho mình nè, bạn có thể xem mình cách mình diễn. Thì cái diễn á, người ta cái mắt phải giao lưu khán giả, còn nếu không giao lưu thì thôi, thì có thể nhìn ở đâu đó, nhưng mà có sự tình tứ trong đó cũng như là biểu cảm bài hát. Còn bạn hiện tại chỉ mới nhìn một điểm thôi, nhưng mà giọng hát của bạn thật sự dù nó chưa có cảm xúc, cũng có thể do cái bài này bạn hát bị nhanh á cho nên không có thấy cảm xúc được, nhưng mà mình lại nghe nó có một sự trau chuốt, nó có một sự dễ nghe, rất là dễ nghe, đáng yêu. Nên là về trên bạn về bạn xem lại video thì bạn có thể khắc phục được thấy liền sao ấy. Vui lên đi buồn làm chi. Xin mời cho nhân Hà Trường ạ. Chào thì em như một cái con búp bê ấy. Ôi trời ơi. Cái mắt nó chớp chớp và cái phong cách biểu diễn của em long lanh nhẹ không ạ? Nó hơi cứng. Trời đất ơi. Sao chị phản đam em quá vậy? Xin lỗi em, bởi vì chị phải dìm cái thằng Jerry Trương nó xuống một tí. Á đù. Xin mời chị vậy? Em chọn cái bài hát bên em biển rộng á, thì là một cái bài hát mà chị rất thích. Và nhưng mà chính vì chị thích cho nên em lại làm cho chị nó hơi hụt hẫng một chút. Cái giọng hát của mình phải điều chỉnh hơn nữa.